khó khăn, không có đầm sáng nay, không có đầm tuần này không chị đầm. Cái họng có nhiều người đó là chứ nó không có phải có hay bị ho không. Rồi các chị ơi, đã online à, xin giới thiệu với mọi người đây là chị, ngồi thẳng dậy đi. Sao lại có bác chị? Đúng rồi, đây là chị Phượng, nhân viên của văn phòng Diện Sẩn Beauty. Còn đây là chị Hương, một người khách đến văn phòng để hôm đầu chị làm tiền đình à? Tay bỏ của bé gái, bây giờ tình trạng của chị như nào? Bây giờ chị cảm thấy người chị cảm thấy thoải mái rồi. Nói chung là người ta mà chị cảm thấy là chị rồi ạ. Hôm nay thì em làm cái clip này ấy là vì vừa mới nghe thấy chị Hương chia sẻ là tối qua chị vừa thực hành diện chẩn ở viện sản. À, bây giờ thì chị Phượng và chị Hương sẽ kể lại câu chuyện hôm qua nhá. Hôm qua như nào? Thì nói chung là chị thì là chị quay đây này. Phụ huynh nhà chị đấy. Phụ huynh chị. Phụ huynh chị thì là chị bé đấy xin gì cũng chị hỏi là gọi điện hỏi chị xem là có cách nào để chữa không. Thì nói chung là chị cũng gọi điện hỏi Phượng và xem là Phượng cái đấy thì là chữa như thế nào. Thì Phượng mới cho chị biết thì nói chung là chị cũng nên chị làm hộ người ta thì chị thấy là nói chung là người ta rất là người ta thông ngay và người ta rất là thích. Chị Phượng tả cho chị Hương làm như nào? Hôm qua thì chị chỉ nói với chị là dùng cái cây cào đầu ấy. Nhưng mà bệnh nhân bị làm sao ạ? Tắc tia sữa. Người ta mới sinh xong cái sữa ta về mà nó bị tắc. Thì chị có hướng dẫn chị là dùng cái cào đầu là cào từ trên cái này. Cào từ chân đỉnh xuống cào đầu trên đỉnh xuống đây xuống đầu ti, cào đều như cái hình cái nón ấy. Sau đó chị bảo là chị dùng cái ngải hơi cái phần bị tắc và làm cái đồng ứng phía đằng sau lưng. Thì chị làm đồng ứng phía đằng sau lưng là như thế nào? Đây là cái phần đồng ứng là ngực của mình ở trước đây đúng không? Thì mình làm sau lưng rồi mình cũng làm ở đúng cái vị trí ngực ở đằng sau à. Rồi, okay. Xong rồi chị lấy cái hơ ngải xong chị lấy cái lăn gai đấy. Chị lăn từ trên, chị lăn từ trên lăn xuống. Lăn từ trên. Lăn gai. Lấy cái lăn gai, lăn đinh, lăn đinh đinh nhà chị có. Lấy cái lăn đinh có mà. Chị lăn đinh thì chị lăn từ trên này xuống tận cái đầu. Lăn như nào? Chị lăn trên này xuống. Chị xong cái ba bước đấy chị lăn lên đủ như thế luôn rồi. Lăn lên thì là rồi là xong rồi chị hơ ngải hai lần. Là quay ra là thông. Thì là nói chung là bạn ấy bảo nó hôm nay làm hộ cho bạn không nói chung là chính vì như thế mà không biết như thế nào nhưng mà chị chỉ thích lên cái phòng diện chuẩn mình thôi. Thực sự là hôm qua chị gọi lúc mà chị đang ăn cơm và chuẩn bị tắm thì thực chất là rất là vội, chỉ hướng dẫn qua ba cái bước ấy thôi chứ không có nói kỹ được lắm. Thế nhưng mà chị cũng làm y như thế và cái kết quả là thật sự là rất là tốt. Thứ nhất là chị thấy Phượng chưa ăn cơm chị đã ngại rồi. Vâng. Thứ hai là nói chung là chị làm phiền người ta là em rất là ngại. Em thì em không nghĩ đấy là làm phiền, cái đấy là cái chia sẻ của chị em mình. Em rất là mừng vì là dù sao có người thích là mình đã cảm thấy là mình muốn chia sẻ rồi. Còn người ta không muốn nghe thì mình có nói thế nói nữa người ta cũng không nghe. Cho nên là người ta đã hiểu, người ta tin muốn chia sẻ thì em rất sẵn sàng. Lúc nào chị cứ có cái vấn đề thì chị gọi là em trong cái hiểu biết của em như nào thì em sẽ giúp chị. Chị cảm ơn em. Nói thật ra là chị lên đây chị rất thích mọi người ở phòng diện chẩn này. Nói chung là niềm nở là một, thứ hai nữa là cách kiểu là nói chuyện với lại ấy rất là chi tiết mà không giấu một cái gì nên là nói chung là chị cũng học được mới được 2 tuần thôi nhưng mà chị cũng học được nhiều đấy. Phương pháp của diện chẩn của bọn em không có giấu gì hết cả, bọn em là muốn tất cả mọi người đều biết làm luôn á, tự chữa cho mình được luôn chứ không phải đến bọn em. Có nghĩa là đến với bọn em là bọn em có thể chia sẻ, các chị có thể tự làm được. Vì một lần đến bọn em nhưng mà ở nhà bọn em làm thêm một lần nữa thì cái tác dụng tốt hơn rất nhiều. Nên là em chỉ mong rằng sẽ có nhiều người có ý thức học như chị thôi thì bọn em cũng sẽ nhẹ nhiều lắm. Chị lên đây chị rất quý mọi người, ai chị cũng thích, thật sự là như thế chứ không phải là ai nữa, thật sự thích chị. Mà chị là chị
chị phải đăng ký cái lớp học này chị học mới được. Dạ. Mà sẽ có cùng là đất bạn đấy. Anh chị thì chúc mừng chị. Lớp học sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng ngày chủ nhật. Rồi. À, tuần này mình sẽ gặp nhau. Rồi ạ. À. Em cảm ơn chị Hương.